Chắc sang Thái Lan lấy tầm 10 giấy mới nha. Cho nó ấy. Sao chị? Giấy này cũ quá. Em sợ kéo ra nó gấp cái giấy đấy. Không. Chị không có kéo. Không, ý như nói cái tờ này nó lắm, nếu mà kẹp mà kéo ra đắt này. À, không đắt. Vừa chị kẹp không kéo cái lần rồi. Vừa lấy giấy cũ, cái giấy kiểu như này này. Tự dưng nó bắt góc à. Cái này, mấy cái chỗ này này. Giấy này đắt đúng rồi. Thế. Bực mình lắm mà giấy này thì chắc chắn phải cuốn chứ. Mình đang chạy. Đó. Đây là bọc tay. Okay. Hơi có cái đấy xoay 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 lên. Vậy là nó bị... Lắp cái gì nhá mẹ? Đó, không phải ké đâu. Dạ. Yeah. Rồi, cái điện thoại em bị khùng luôn rồi. Nói là chưa quay nhá. Em quay phim mà còn nó đứng rồi. Có miếng giấy nha chị. Chị thấy miếng giấy à? Ừ, chị có một giấy giấy nhỏ. Không có đi. Chị kiểm tra là... Cái này là tức là dùng một thời gian bắt buộc.